Hold up. Sao hư cấu? Rồi. Ok, bây giờ là để chắc chắn là lấy được xô nước đặt ra. Rồi được rồi. Rồi, cố tiên. Gắng làm lên làm nước bất tử. Nước vĩnh cửu nha, lộn, nước vĩnh cửu. Leo lên Hummy ơi, người Hummy tôi đang đi múc nước kìa. Yo, bơi lên, bơi. Đặt lên, thanh niên bị vuột xuống kìa. Trời ơi. Rồi. Anh cờ húi. Con cờ hó nó đậu cành tre. Nó đi không hồi mẹ biết đi đường nào. Rồi mấy thanh niên này hát nhảm rồi đó. Chú ơi, I love you chịch. Mai Quân Nguyễn Trần thôi. Mình không có bị BD. Rồi thêm thanh niên comment tiếng Thái luôn. Sukam lê đi lên khơi. Hát bài Lạc Trôi đi. Jenny đã ban một bạn ở 300 giây. Ghi 109. Anh Jenny ác quá. Anh chú hát hay như Tùng Sơn. Hello, chào các bạn. Chào, á đù hát não rồi. Có con nhóc luôn kìa. Có con kẹo luôn kìa, phụ rên. Kẹo ơi, vô cứu anh, kẹo ơi, lắc quá. Hàng mà một năm trước lúc mà anh chơi Minecraft lúc lập channel. Có con kẹo luôn. Rồi. Mẹ thiên nhiên đã cứu mình rồi chú. Mẹ thiên nhiên đã cứu mình. Đấy, đi từ anh em đi chung, độc lòng có nhau. Nó bắn em rồi, độc lòng có nhau rồi kìa. Mày. Mày. Ôi, đi... chết em. Chết em. À. Ôi, em bị nhỏ điếc chết rồi. Ôi, sao lắc dữ vậy anh ơi. Công nhận luôn á. Bây giờ có thể anh thoát cái thế giới ra, anh vô lại lần nữa coi làm sao. Ok, nhà thoát ra có bị mất đồ không? À, em nghĩ là không. Bây giờ anh để anh lộng hết đồ lại đó. Buran đã chết lần hai rồi các bạn ơi, nhật ký. Buran đã rời khỏi thế giới. Good job man. Rồi em tới đây, em okay, tới. Ok, để mình thoát ra để cho Buran vô. Rồi nhớ đọc bọt lại nha. Rồi server Shitten Internal server. Yeah, surprise. Mày ngoan ngoãn hằng nào ngồi. Mày lắc ngồi coi YouTube chân thành đó mày. Giống mà hả? Ăn à, ngồi lướt Facebook luôn. Tắt Facebook. Rồi gửi cổng cho em chú ơi. Mày giỡn mà tao hả? Mày tắt rồi vậy hả? Gửi cổng. Hay lắm. Gửi cổng cho em chú. Ok, đã anh gửi bọt 60027. Anh chơi Minecraft bao nhiêu năm rồi? 1 năm rồi em, ghê vô. Chơi Minecraft tới 1 năm luôn á. Nào hôm nay. Rồi ok. Rồi đưa em cây sản được rồi. Rồi xô nước đó anh có giữ không? À, xô nước nè, hai con cừu nè, hai con heo nè. À, hạt giống nè, giữ đi Hummy, quý giá lắm á Hummy. Thôi em nghĩ là nên bỏ vô gương đi. Nè, bốn cái gương nè, đó hoa hồng luôn nè. Đó tài sản của chúng ta rất là quý giá nha. Hummy mất lần nữa là xác định đi. Bao nhiêu đây chúng ta có thể sống trên hành tinh này. Hết rồi đó hả chú? Ừ. Vậy là bị mất rồi. Mất còn này nữa nè. Không, bị mất hai con cù, bị mất gì nữa ta, hết rồi, chỉ bị mất hai con cù với hai con gà. Chết tôi rồi, hai con cù, trời ơi, năm nay là năm con gà mà chúng ta không có thịt gà ăn luôn. Trời ơi, hành tinh Minecraft lơ lửng sẽ không có gà. Không, em vẫn có cách để tạo gà. Bình tĩnh, em vẫn có cách để tạo gà. Ủa sao có cách nào hay vậy? Mình sẽ làm một bãi đất trống có cỏ.
khoảng 25 x 25 lốc nó sẽ tự động tạo ra. Cái đó là theo em biết thôi. Ghê vậy, gọi cho mấy con gà hút cỏ. Yeah. Ok. Thì anh đừng lo, trước sau thì chúng ta cũng sẽ có gà, nhưng mà cù thì hên xui. Đó. Thì làm sao để xuất hiện còn cù đây ha các bạn? Thức ăn chuối ơi, khóc hoài, khóc hoài. Ôi dạ, khóc hoài. Ok, bây giờ mình sẽ mở rộng vùng đất này nha các bạn. Rồi, chúng ta không thuộc về nhau. Khu này mở rộng không? Để em ấy lại. À, mở rộng đi, có cái nào nhiều nước ta? Chúng ta cần phải kiếm nước bu à. À, anh bình tĩnh. Thực ra là mình chưa tạo được nước vô hạn, em cần phải đi thêm một chuyến nữa. Anh ở nhà đợi tin em. Em đi hoài, em đi xa quá mà em cứ đi hoài vậy bu. Các bạn nên nhớ nha, chúng ta không nên bạo lực nha. Quốc nó chui. Nhớ gọi điện thoại cho phụ huynh. Ủa sao chết phải gọi điện thoại cho phụ huynh à? À, đó là dạng như là cái câu cửa miệng của em với anh Mark á. Thằng nào gọi, thằng nào chết trước là gọi điện thoại cho người nhà của nó. Ủa sao ngộ à? Để về đón xác con em. Ok, mình cần phải mở rộng lãnh địa của mình. Đó, anh đưa em ít đứt. Đi qua cái cây này, bắt đầu mình sẽ... Không, bình tĩnh. Thấy được cái màu xanh rồi đó bạn. Bây giờ từ từ, nguyên tắc chơi Skylock có nghĩa là sẽ đắp hai lớp, anh hiểu ý em không? Anh chơi một lớp là hơi bị khó, hơi bị sai đó. Mình đắp một lớp rồi tới mình đắp thêm lớp trên á. Rồi ok tùy anh. Ok giờ quăng em ít khỏi rồi. Chạy tối rồi, em với anh bắt đầu ra ngủ rồi vừa đó. Em sợ bị té hả? À không. Không phải là sợ bị té, dạng như là cái đó gọi là cái gì ta? Cái đó là nguyên tắc rồi, nguyên tắc cơ bản rồi. Tại vì để hai lớp chúng ta sẽ an toàn hơn, anh hiểu không? Hiểu. Thì bất quá mình lắp lớp dưới rồi, mốt mình lắp thêm lớp trên nữa coi đó. Nè, bây giờ em đang lắp lại lớp trên nè. Đúng rồi nè, gỗ đầy đất còn nhiều nè. Bao la luôn anh đi. Nhưng mà anh gần chết đói rồi. Rồi bây giờ em bắt đầu trồng nè, bình tĩnh, đừng có kêu ca làm ơn. Làm ơn đi mấy đứa. Bây giờ đổ một xô nước đây. Ngủ đặt giường anh, ngủ chú ơi. Ok, ngủ thôi. Ngủ, chúng ta cùng nhau đi nhấu. Ok, ngủ rồi anh em. Rồi, đang lên. Anh có gỗ không? Có, bao la luôn. Em cho em hai cây gậy thôi, không cần gỗ. Ôi sao ngủ cái bên vậy, nó gây sao á? Gây trời, sợ tí. Rồi, anh em... sáng rồi, làm việc tiếp. Này giống chơi Skylock quá ha. Thì nó cũng thuộc dạng Skylock rồi. Rồi được rồi. À, cho em hai cục gỗ đi chú. Thôi khỏi rồi. Bên đây có quyển cây luôn. Thoải mái đi chú. đi quyết định. Bởi vì anh mới lắp qua cái cây này nè. Giờ anh chỉ sợ chết đói thôi. Rồi em lập tức đi trồng nè. Nãy anh giết con xương, anh lụm được cây xương không? Không. Rồi đi quyết định luôn. Ôi em dư máu đây, em chạy vậy luôn à. Dư thức ăn vậy luôn hả bu? Em hồi sinh nhiều lần rồi, em biết cảm giác đầu thai là như thế nào rồi. Rồi em làm được cái túc đất rồi. Ok và rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị trồng trọt các bạn nghe. Rồi bây giờ mình sẽ trồng cà rốt ở đây, khoai tây ở đây và cây ít cỏ luôn nha. Hả? Trồng hết, em có gì là em trồng hết. Nói chung mà cỏ luôn, anh muốn cỏ. Em hiểu ý anh nè. Cho em một tắc đi để em đắp phụ anh lẹ hơn. Cái nào? Đức á. Rồi ok, cảm ơn anh. Một thanh niên giấu đức trong người. Một thử gộn là tiền không á. Từ từ, ở đây là đường xuống, bình tĩnh. Ở đây làm đường lên cho nó an toàn nè. Đó. Ôi, em nghe được cái tiếng gì đó. Chúng ta chuẩn bị là những thanh niên đi bán đất. Dạo rồi, kỳ này dạo to rồi chú ơi.
Bên đây tí anh sẽ đi chặt gỗ nhiều nhiều vô. Ủa như nãy thoát ra cái hết lát luôn bụt. Chắc là do lần đầu quá anh. Giờ em thấy rất là mượt luôn. Lần đầu ai cũng thế. Ok rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ xuống đây đào. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu. Thôi đừng. Tạm thời mình đừng có đặt con heo với con bò ra trước chuối. Bây giờ mình đặt là hả, lỡ tụi nó chết cái là coi như là hai xin chào các bạn, tụi mình sẽ mở series mới. Deal with it. Anh đang kiếm gỗ, đang làm hàng rào các kiểu nè. Anh okay. Làm đào nguyên cái hành tinh hệ mộc này luôn đã. Rồi bây giờ em sẽ cất hết đồ và em bắt đầu em mở rộng ra thêm một cái hành tinh mới để coi coi hành tinh nào có sắt. Sau khi có sắt em sẽ làm giáp sắt cho tụi mình. Có hành tinh nào có kim cương không? Bây giờ lấy kim cương đi. À bây giờ hả? Em không nhớ là đó video cũ hành tinh nào có nữa. Để em đi kiếm coi. Vậy gì còn gì đâu, vui. Anh giỡn mặt thôi mà, ý lộn anh giỡn. Yeah, dám giỡn mặt luôn thanh niên. bây giờ để làm gì đây? Định làm gì quên. À lấy mấy xô nước để đi lưu thông, đúng rồi. Lưu. Chết rồi đó hầm mày. Bây giờ anh chịu khó một tí đi. Anh chỉ cần chịu khó thôi. Từ đói như còn sói thôi. Sao mấy cái cây này nó không có. À bây giờ em cần gỗ. Đúng rồi em cần gỗ. Rồi. Xui cho chuối là gỗ ăn không được ha. Gỗ ăn được hả? Cặp gỗ mà ăn ở tàu lao. Má. Thanh niên xui cho chuối gỗ ăn không được. Này không có gà táo đâu thôi. Cho dù bây giờ có kim cương anh cũng đâu ăn được đâu. Bây giờ chết sắp chết đói rồi nè. Rồi bây giờ em làm cái lò trước để nung than. Hello, xin chào các bạn vừa đi học về. Rồi nung than lên. Nung than lên. Cháy lên đi mọi đứa ơi. Cháy lên đi. Thắp sáng niềm tin đi mấy đứa. Còn 3 cục máu. Chắc cô sẽ để một cái di sản này ở đây. Cô không muốn chết chung mang theo đâu. Ủa. Để em coi. Ê, coi. Con Ripper. Ủa có cát rồi nè. Ê có skeleton rồi kìa. Giết nó lấy xương. Chuối đang cần. Ok. Anh không biết nó giết anh ha. Anh giết nó nữa. Ê vẫn chơi hoài âm ơi. Hả? Ây á. Cái gì? Rồi, anh giết nó rồi. Á à, làm em hết hồn. Nó chết với tay anh rồi. À, nhiều lúc anh làm em đau tim á chuối. Đôi lúc em muốn tránh mặt anh. Vì dường như lúc nào anh không hiểu thấu lòng em. À kim cương kìa. Ủa bây giờ có kim cương luôn rồi. Quả cầu kim cương kìa chuối. Đâu. Ây kìa ơi. Kim cương kìa chuối. Mới giờ có quả cầu anh đi. Kim cương rồi khóc vậy. Tập 2 có quả cầu kim cương rồi. Thì giúp anh quên bỏ mặt em. Dường như lúc nào. Dường như lúc nào anh cũng hiểu thấu lòng em. Qua đây. Em sẽ... em đừng nào anh ơi. Đi sao quá rồi. Em sẽ kể cho anh nghe về đại dương xanh. À đấy rồi. Từ. Em ở đây. Khoan. Mình không phải làm gớt cái di chúc này được. Mình sẽ để hai cái di chúc ở lời. Em ở đây. Em sẽ kể cho anh nghe về đại dương xanh. Anh có này đá đỏ. Dù có đá đỏ rồi. Nhưng mà có kim cương không có cúp sắt. Em sẽ kể cho anh nghe về đại dương xanh. Giờ anh với em lém. Em ai kìa quá trời luôn kìa. Không có cúp sắt. Bây giờ anh với em lém cho nó sạch đi anh. Lém tới khi nào đá nó mòn thì thôi. Lém. Giờ có kim cương trước mặt mà không đào được thì mình lém sẽ làm gì đây các bạn? Lém thử trong trường hợp này mình sẽ làm gì khi mà có
có kim cương mà không có cây cúp sắt. Liếm ngầm mì, liếm giờ, kim cương nó chạy. Bây giờ là bây giờ anh kêu ai vô đây bán một viên bán một 100 viên kim cương bằng một cục sắt. Tại vì mình quá nhiều kim cương rồi. Tôi cảm thấy cạn lời rồi. Không có cúp sắt. Thôi anh chuối quá, không có cúp sắt mát rồi. Thôi, nói chung là ở đây là dạng như là tài sản quốc gia, em với anh nên làm nên là thu hoạch để nghiên cứu thêm. Nghiên cứu thêm cái tài khoản này giờ chúng ta. Bây giờ anh không biết leo lên nè. Nước à ba. Anh không biết leo lên nước em ơi. Bơi lên chứ làm gì giờ. Nó giỡn em thôi. Rồi bây giờ điều cuối cùng em với anh là phải đi tìm một cái quả cầu sắt nữa, là em với anh giàu to luôn. Đúng rồi, bây giờ chúng ta cần phải tìm quả cầu sắt. Nhưng mà chưa... anh còn 2 miếng thịt gửi à. Bởi vậy này là 2 miếng thịt 75 à. Không mà bây giờ anh có xương chưa? Thôi giờ chắc em giết anh chết đi. Ê, rồi. Skeleton, skeleton chuối, nó đánh em. Từ từ đẩy nó té xuống đây quất nó. Xuống đây, mày xuống đây. Xuống đây homie. Ủa nó té đâu rồi? Ủa nó đâu rồi? Trời ơi, anh chết đói rồi, hay là anh tự lấy tay bóp chân cút anh chết trời. Anh có nghe câu chuyện về đảo trên đảo hoang chưa? Ăn thịt người ơi ghê lắm. Có hai thằng trên đảo hoang, giờ mình đói quá, giờ mình phải làm sao đây các bạn? Giờ giữa thịt người với thịt chuối, các bạn muốn ăn thịt nào? Có xương nè, giờ anh bón phân đó, bón phân cái nào trước ta? Khoai tây. Khoai tây là ăn được nhất. Mấy bạn kêu giờ bón phân nè, bây giờ bón phân là bone meal, ủa nào khoai tây nào? Kệ đi, cà rốt cũng được mà. Thôi thanh niên bón đi, ủa mình chưa có than luôn, không có nấu khoai tây được. Trời ơi, anh tự xác bỏ đồ ra đây, chắc anh nghĩ là anh sẽ tự... Bình tĩnh chuối, 4 trái khoai tây rồi, đừng làm chuyện dại dột chuối, em sẽ cứu anh, bằng mọi giá em sẽ cứu anh chuối. Anh sẽ cầm hai cái tay anh đưa xuống quần. Bây giờ cắn móng tay. Đừng tới rồi, thức ăn tới rồi. Đừng chối, em sẽ cứu anh. Em tự bóp chân cút anh chết nha. Đây, để em chạy. Chối, đừng chối. Chối. Đâu rồi? Cắn móng tay chối. Bóp chân cút chứ. Chối, hửi thấy mùi gì chưa chối? Ủa, có hai tay nướng hả? Ủa sao có, ở đâu có nướng ngay vậy? À em làm cái lọ dưới rồi, bây giờ để cứu sống em với anh thì hai cái để nướng, hai cái để ăn thôi, anh hiểu không? Bây giờ còn 5 cục thịt nữa, ok mình chạy nhanh được các bạn ơi, Buren đã cứu sống đời mình rồi, mình không phải phải bóp chân cút để chết đâu các bạn ơi. Ê thanh niên, bóp chân cút mình chết rồi. Ê, tôi cho bạn thức ăn là không phải để chạy đâu nha thanh niên, để giữ lại. Dạ còn nè, anh ăn trước đi. Vậy nãy giờ livestream là chỉ có em chết hai mạng thôi, anh chưa chết mạng nào đúng không? Ok, tôi còn một giọt nữa, một miếng nữa là tôi đầu đà, tôi phun nó thành niên trong miếng thôi. Rồi, em chấp nhận hy sinh để cho anh một miếng luôn. Đó. Em không cho là anh tự bóp chứng. Mấy bạn kêu nướng bu lên đi kìa. Ê đừng bu lên ăn chay đừng. Ôi skeleton mà nó bắn một phát nữa là chú chết ha bạn. Em còn hai giọt nè, em đang nhắm tới quả cầu tiếp theo, đó là quả cầu bên kia, nhưng mà trước tiên là em với anh đi ngủ cái đã. Rồi có mùi khoai tây nè, khoai tây nướng ê. Lên đây homie. À thấy em vĩ đại chưa, còn hai giọt máu mà nhường cho anh á. Cái hôm nay ngâm. Ok, quả cầu khác. Ê, dưỡng đây nè ba. Không, em đang ngắm coi quả cầu nào vậy, nhưng là em tâm linh lắm, em biết quả cầu nào nó có sắt liền. Linh luôn. Giờ tâm quan trọng là kiếm sắt thôi, kiếm sắt rồi bắt đầu mới xài cúp sắt được. Nói thiệt á, bây giờ á, bây giờ em cho anh nguyên cái quả cầu kim cương á, anh chỉ cần cho em thức ăn thôi. Ôi, thức ăn giờ quan trọng lắm rồi. Đó là một bài học về sinh tồn nha các bạn. Đừng bao giờ nghĩ tài sản là quý giá nhất. Cái gì bỏ vô là chúng ta phải biết nấu ăn các bạn à. Chúng ta không biết nấu ăn là không thể sinh tồn vậy. Bây giờ giống như quan trọng nhất. Giống như bu vậy đó, nấu ăn đó, nấu ăn chuối ăn đó. Không mà Buren sắp đi Pháp luôn, sắp làm đầu bếp, học tiếng Pháp là các kiểu luôn. Buren thật là vĩ đại. Buren về Việt Nam được mọi người chào đón. Buren về.
Ow. Yo, yo. Bây giờ anh sẽ đi qua cái hành tinh này. Giờ anh kiếm hành tinh đá để đi đi. Bây giờ em múc xô nước cái đã. Để em tí. Thôi thôi, em còn 4 cục thịt thôi á, kỳ này là tới em ăn. Không, mình ăn mình chỉ giữ lại thôi chứ mình đừng có ăn cho no, anh hiểu không? Biết rồi, ăn để không có bị chết thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Không, hành tinh cát là nó không có gì đâu, nó chỉ có cát thôi. Ê, cẩn thận! Cát mới gớt xuống, trời ơi, tôi không tin vào mắt tôi luôn. Ê, cẩn thận nha, mấy cái hành tinh cát nó nguy hiểm lắm á. Bình tĩnh nha chuối. Đừng làm gì mà, đừng làm tốn hả, 4 cục khoai tây của em nha. Anh coi cát rồi nó có gì không? Than! Than chuối ơi! Anh nhìn xuống cho em nè. Em đang vậy là mấy hành tinh mà đá nó mới có quặn đồ thôi hả? Ừ thì nó cũng tương ứng với lại giống như là mấy cái núi vậy, anh hiểu không? Nó có đá, thì trong đá thì nó có than quặn đồ này nọ. Ok anh hiểu rồi, anh đang khám phá một cái hành tinh bên đây. Ơi có than rồi. Không biết than ăn được không ta? Ăn không có bị, không biết có bị nhiễm trì không ta? Thức ăn bị nhiễm trì. Không biết có bị không. Ở bên đây, ô bên đây bự nè, em nghĩ là bên đây là sẽ có một cái quả cầu nào ngon ngon lành ở đây nè. Ham muốn lắm, nói chung là các bạn chơi cái map này các bạn sẽ thấy cái gọi là cái bản năng sinh tồn mà. Không, bản năng tham vọng hiểu không? Chết tôi rồi, tôi không có cầm theo cái cúp đá. Rồi. À, anh qua được hả? Em đang ở dưới anh này không sao? Có than, thanh niên ơi. Ủa cái than nữa hả? Thôi vậy thôi em quay đầu. Có một cây sinh lê tình nó bên nhà mình kìa. Rồi, không nhưng mà em còn 2 giọt à. Anh qua anh cứu vớt em đi chú ơi. Làm sao cứu đây? Anh không có đem theo cái gì luôn rồi. Thôi để em qua em tự xử luôn cho. Em sẽ hy sinh một lần nữa. Thôi em nhìn nó xoáy cao quá chú ơi, em thấy nó có ánh hào quang sâu xung quanh nó kìa chú. Có. Em thấy có ánh hào quang. Không, nhưng mà em sẽ giết nó bằng cách thông minh nhất. Chạy. Ơi. Xuống đây. Anh lập được cái thang đầu tiên rồi đó. Đó, anh có level luôn rồi, level 1 rồi. Ê, nó bị đốt rồi. Ngán lên. Ok. Ê, nó bị đốt rồi, từ. Rồi. Em sẽ lừa nó, em sẽ cố gắng lừa cho nó. Oh my god. Yes! Chú ơi, mình không có chết đói nữa. Ồ, không xong quá xương. Rồi xin lỗi anh. Em lụm được hầm tích săn quái vật luôn hả? À, nó bị đốt, em gõ nó một cái nữa là xong. Xui quá, nó không có xương anh ơi. Bây giờ chúng ta có than nhiều, chúng ta sẽ làm gì nha? Hả? Than à? Đi bán đi. Ở nào mua không? Nói chung là chơi cái mắm này cái gì cũng có ấy. Nhưng mà đây, bây giờ mới lụm được bàn rating table hư cấu. Rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ làm vài cái cúp, 2 cái cúp. Ô bây giờ tôi mới làm thành cúp là cúp đá luôn. Hành tinh này toàn là than không à, hết rồi, không có gì rồi. Ok, em sẽ cố gắng. Hãy ở lại, chú ơi. Hãy ở lại người anh em. Người anh em của tôi. Người anh em của tôi. Em tham What's vọng up, lắm man? Chú ơi, em tham vọng lắm chú. Anh hãy xem em nè. Anh em... muốn là sau một hồi anh quay lại là anh thấy em có một cái gì đó rất là khổng lồ để show anh. Bây giờ anh chỉ có đi đào thang thôi. Rồi ok. Em sẽ im lặng. Yeah! Không nhưng mà không có cúp sắt, coi như không. Anh muốn bây giờ là chúng ta cần phải có sắt. Tại sao anh lại khắt khe với chúng ta như thế này? Ok, còn một quả cầu. Còn một quả cầu. Em tin tưởng vào nó, anh có tin tưởng không? Tâm linh của em dữ lắm. Ôi, em thấy 20 với lại cái này thôi, 36 em nghĩ là đủ. Rồi ok, 36, cố lên. Anh sẽ lụm hết than ở đây luôn để anh lên level. Có level cũng như không à. Chúng ta đang bị mắc kẹt ở một cái thế giới.
Em hiểu không? Anh có level là anh sẽ quan trọng hơn em Bu à. Lúc đó đồ ăn thì anh sẽ được ăn nhiều hơn em. Tại vì anh chết ra anh sẽ bị mất level. Suy ra anh sẽ không có phải bị bóp chân cút. Lý thuyết của chú ý chịu. Tính toán cả rồi. Ủa sao sao mình ngu quá vậy? Mình qua đây mình không đem theo cúp mình đảo gì. Wow. 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 Yeah, quay đầu là bờ. Tôi sẽ đào hết đống đống than ở đây luôn. Tôi sẽ bị đen như nhỏ nồi. Em thấy lên là cô đang cùng nhau tung hoành. Tung hoành cái gì không biết. Đang chết đói thấy tía luôn à. Về nhà coi lương thực chín chưa bố? Chưa chưa, có là em gặt liền rồi. Nè chưa? Sắp rồi, sắp rồi. Anh làm đuốc đi anh, ok, mình làm đuốc. Bạn không nói là mình quên luôn á. Ờ đúng rồi, nãy giờ không thấy một cây đuốc luôn á. Ê, có một cái sắp mọc rồi chú ơi. Em sẽ để từng ngày, em sẽ chăm sóc nó, em sẽ nâng niu nó cho ba cục đá coi. Anh đi đâu rồi? Anh đi xa lắm rồi. Tạm biệt. Anh sẽ lấy than về anh làm cu đuốc cắm nhà để cho. Ủa, mình có cần quái không ta? Quái gì? Có nào làm farm mod được? Có, nhưng mà cái đó hiện tại thì em nghĩ là tụi mình chưa có nên làm. Đâu, để em thử làm một cái mini thôi, nhưng mà không biết là nó có tạo ra không. Em nghĩ là không. Em nghĩ là không, vậy làm gì anh đi? Anh đi có bị ngáo không? À, chắc giờ này 4:20 đúng không? Bây giờ đi làm hả? À, không, 4:20 là giờ để hai anh hiểu không? À, giờ 4:50 rồi. Ồ, vậy là qua giờ để hai rồi. Bây giờ hiện có tại có 1400 bạn đang xem stream. Kinh đấy, kinh đấy. Rồi, em tin anh tưởng, đang... em tâm linh cái quả cầu tiếp theo của em là quả cầu sắt. Các bạn kêu anh sang hành tinh khác đi hả? Ừ. Ok, mình sẽ sang hành tinh khác. Thì tạm thời là tập này em với anh chỉ cần đi mở rộng những cái quả cầu mà cần thiết thôi. Rồi sau đó em với anh sẽ gộp lại những như là cái nào cần thì mình đi lấy thôi. Đúng rồi. Rồi tới đây nè. Ba cục. Ở này vàng, quên. Ê quên, mình đang chạy nhanh. Phí lắm các bạn à. À, bây giờ mình lên cái hành tinh này. Mình thấy hành tinh này nó trên đầu mình nè các bạn. Ok. Trời ơi chú ơi. Sẽ lên. May mắn quá chú, em xem tí em chết rồi. Quả cầu lava. Em rất là tâm linh mà, em nói em rất là tâm linh mà. Chết cha, tôi đào kiểu ngu rồi. Tôi không có lấy theo nhiều nguyên liệu nữa. Tôi chơi ngu rồi các bạn ơi. Chú đã chơi ngu. Ai kêu chú đi qua hành tinh khác vậy? Ai xúi bậy chú vậy? Bây giờ không... Có nguyên liệu không ta? Em nghĩ là nên đi qua bên kia mới có sắt. Ở đây hết hành tinh rồi. Em đang trên đầu em hả Bù? Ủa có nữa. Em kết hai rồi. Em sẽ kể cho anh nghe về đại dương xanh. Ủa nó rồi. Ơi nó đây nè, nó đây nè. Chú ơi anh đâu rồi? Anh đang chờ đầu á nè, nhìn lên. Cố lên chú, em ủng hộ anh. Gán cho nó cùng sắt đi chú, em ủng hộ anh. Anh sau khi mà hả anh làm được cái quả cầu đó thành quả cầu sắt, em sẽ nấu cho anh một bữa khoai tây nướng thịnh soạn luôn. Cố lên chú, em tin tưởng vào anh. Ba mẹ tin mình. Đập ra con gripper nó cắn anh là xác định. Thang trời ơi, đen như nhỏ nồi. Đen như nhỏ nồi luôn các bạn ơi. Lấy than chen mặt. Trời ơi, cự sắc hay là than. Hồi nãy mới hành tinh than, giờ qua đây hành tinh than nữa. Không. Tôi không tin được.